Thưa quý vị, theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng là không giới hạn. Quy định này giúp thí sinh có điều kiện căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học phù hợp khi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 24 tháng 7, các địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các năm trước, thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, đồng thời với việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.